Hello guys, xin chào mọi người đã quay trở lại với series Grammar Files. Ở bài học hôm nay chúng ta cùng quay trở lại với một unit hoàn toàn mới, đó là unit number 17, Likelihood Based on Conditions 1. Thực ra thì cái tên nó hơi dài một chút, nhưng mà nội dung của nó về cơ bản là câu điều kiện. Và hôm nay thì mình sẽ học những cái nội dung gì, chúng ta cùng nhau quan sát nhé. Thứ nhất đó là unit number 17 thì nó sẽ là phần 1 của câu điều kiện, và unit number 18 thì nó sẽ là phần 2 của cái phần nội dung kiến thức lý thuyết liên quan đến câu điều kiện trong tiếng Anh. Và nội dung bài học ngày hôm nay thì mình sẽ cùng học, thứ nhất đó là câu điều kiện loại 0, đúng không nào? Thứ hai là câu điều kiện loại 1 và thứ ba là câu điều kiện loại 2. Chúng ta có zero first and second conditionals. Và thứ ba đó là những cái hình thức khác để mà đưa ra một cái loại điều kiện nào mới câu điều kiện. Ok, sounds good. Và cho phần test practice thì mình sẽ đến phần academic reading, tức là mình sẽ học và luyện tập một phần kiến thức ngữ pháp liên quan đến phần đọc hiểu. Và nếu như mọi người có cơ hội để chúng ta tự làm những phần nội dung này, chúng ta hãy cứ tự làm. Sau đó là đến cái phần check chữa đáp án ở trong phần sách giáo khoa luôn, đúng không nào? Với cái phần answer key. Và nếu như mọi người bất cứ câu hỏi gì thì hãy comment xuống dưới cho mình biết. Hy vọng rằng là thông qua quá trình chúng ta luyện tập và học kiến thức ngữ pháp thì mình sẽ tiến bộ một cách nhanh chóng nha. Perfect. Unit number 17, likelihood based on conditions 1. Đây là cái phần khả năng, likely là khả năng, và based on conditions sẽ dựa vào phần điều kiện, đúng nào? Và đây là phần 1. Ok, vậy thì như thường lệ chúng ta cùng nhau trải qua cái phần thứ nhất, đó là part A, context listening, và thứ hai đó là part B, phần tổng hợp tóm tắt kiến thức ngữ pháp. Và trước khi chúng ta cùng nhau đến với cái phần nghe, đúng nào, thì mình sẽ cùng nhau chuẩn bị phần bối cảnh cũng như là vocab để mình có thể nghe được một cách tốt hơn. Are you ready? Like you're starting to our lecture today. Question number one. Simon Brown has just inherited 10,000 from his grandfather, and he's talking to his father about what to do with it. Look at these pictures. What would you do with the money? Vậy thì cái cậu này đúng là vừa mới được thừa kế 10.000 đô từ bố của cậu ấy. I'm sorry, ông nội hoặc là ông ngoại của cậu ấy, đúng nào? Và đang nói chuyện với bố của cậu ấy về cái cách để mà tiêu tiền. Và look at these pictures, và mình nhìn những cái bức tranh này, mình đoán xem là nếu như mà là bản thân mình thì mình sẽ làm gì với cái số tiền đấy. For example, we can buy a car, we can invest the money into the stock market, or we can go shopping, or we just purchase a new computer to play the video games, đúng không? Vì mình có những cách tiêu tiền khác nhau và cái sự lựa chọn là của mỗi người. The choices are yours, right? Sounds good. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến phần bài tập thứ hai, đúng nào? Mình sẽ nghĩ những cái phần nội dung và chuẩn bị ý tưởng cho phần câu hỏi thứ nhất. Và sau đó là mình nghe, listen to the recording, đúng nào? Nghe và sau đó là which of the things in the pictures do Simon and his father talk about? Do you agree with Simon or his brother? Và nhìn vào những cái điều ở trong những cái bức tranh này, thì chúng ta đoán xem rằng là Simon và bố anh ấy thì đang nói về điều gì. Và mình đồng tình với quan điểm của Simon hay là bố của anh ấy, đúng chưa nào? Và mỗi người sẽ có một cách tiêu tiền khác nhau thì nó sẽ không có đúng có sai, mà chỉ là cái nào nó optimal, nó lợi ích cho chúng ta và nó là tối ưu nhất. Và sau đó là chúng ta cùng nhau đến với bài tập số 3. Sau khi mà mình nghe xong thì mình sẽ nối cái phần thứ nhất với cái phần thứ hai của cái câu văn, và sau đó là mình lại nghe lại tiếp để mà kiểm tra đáp án của mình có đúng hay không. Thì mình sẽ nối, cụ thể là mình nối số 1 đến số 8 với những cái đáp án từ A đến H, đúng không nào? Mình nối vế 1 với vế thứ hai, mình nối chúng với nhau để cho nó, thứ nhất là make sense về mặt ngữ nghĩa, thứ hai là nó đúng về mặt ngữ pháp, và cũng là một cách để mình chuẩn bị cho cái câu điều kiện mà mình sẽ cùng nhau học sau đó nha. Perfect. So now let me play the audio for you and let's try to listen as much as possible. Take notes, right? And answer the question in part 2 as well as part 3. Perfect. Recording 17. Simon, do you have time for a little chat? Sure, Dad. I just wondered if you thought about what you were going to do with the money your grandfather left you. Well, I have started to give it some thought. It's quite a lot of money, so I want to make sure I don't just waste it. I had thought about leaving it in the bank for a while,
Well, unless you invest it properly, you won't earn much interest and it may lose value over time. Yes, but if I invest it, I won't be able to access the money quickly when I've decided what to do with it, will I? Well, what sort of thing would you like to do? Well, at first, I thought about taking a trip around the world. But if I went traveling, I'd lose a year of study and I wouldn't have any money left over for anything else. Very true. If you were to spend a year traveling around the world, you'd probably need an awful lot more money than this. Right. So the other thing I wanted to do was buy a car. Do you think that's a good idea? It's not just the initial cost of the car you have to consider, you know. If you own a car, you also have to pay for insurance and road tax every year. Then there's the petrol Yes, and. Dad. But I'm planning to get a part-time job as well. And it would be great if I could drive to work instead of traveling on the bus, especially if I have to work late at night. I still think you should think about investing some of your money for the future. But I'm scared that if I invest it, I might lose it all when the stock market goes down. Well, it's best not to look at it like that. You won't lose any money provided that you think of it as a long-term investment. Now, I know you want to buy a car, but as long as you get a second-hand one, you should still be able to invest some of the money as well. That's what I would do if I were you. Oh, but Dad, there's this fantastic new car that I see. All right, that's the end of the audio. Mọi người đã nghe được nhiều chưa nhỉ? Và nếu như chúng ta vẫn chưa tự tin lắm phần mình nghe được thì mình hãy làm cái bài tập số 3 này trước đúng nào, và sau đó là mình nghe lại một lần nữa bằng cách là tua lại cái video tại đây và chúng ta nghe lại thêm một lần nữa và nhiều lần nữa từ mọi người, hoặc chúng ta xuống cái phần description box tải audio về và chúng ta luyện tập nha. Ok, bởi vì thời lượng của chúng ta có hạn, thế là mình cùng nhau đến với cái phần tiếp theo. Đó là mình vẫn sẽ tiếp tục nghe lại, thì nhưng mà mình cùng nhau check cái phần script để mình vừa có một chút bối cảnh nghe và chúng ta cũng cùng nhau dịch và hiểu hơn nha cái nội dung của bài nói này. Recording 17. Simon, do you have time for a little chat? Sure, Dad. I just wondered if you thought about what you were going to do with the money your grandfather left you. Well, I have started to give it some thought. It's quite a lot of money, so I want to make sure I don't just waste it. I had thought about leaving it in the bank for a while. Well, unless you invest it properly, you won't earn much interest and it may lose value over time. Yes, but if I invest it, I won't be able to access the money quickly when I've decided what to do with it, will I? Well, what sort of thing would you like to do? Well, at first, I thought about taking a trip around the world. But if I went traveling, I'd lose a year of study and I wouldn't have any money left over for anything else. Very true. If you were to spend a year traveling around the world, you'd probably need an awful lot more money than this. Right. So the other thing I wanted to do was buy a car. Okay, let's pause here for a while. Ta dừng ở đây một chút. Nào, mình cùng nhau đọc phân tích nhé. Đó là lý do mình bảo là chúng ta hãy làm cái bước check phần script cuối cùng, bởi vì khi mình check script thì mình sẽ nghe và thấy được những cái phần còn lại mà mình chưa nghe được. Và quan trọng nhất đó là mình không tránh mà mình không bị mắc vào trong cái cạm bẫy, đó là mình đọc chứ không phải mình nghe. Và đầu tiên thì người bố hỏi rằng là do you have time for a little chat? Nó có một chút thời gian để mà nói chuyện với nhau không? Và sure, chắc chắn rồi. I just wondered, chúng nó ông bố chỉ hơi băn khoăn, if you had thought, là mình biết tắt là you thought, đúng không? About what you were going to do with the money your grandfather left you. Tôi đang vừa mới nghĩ về cái điều đó là con sẽ tiêu xài tiền như thế nào với cái số tiền mà ông để lại cho con. Là ông để lại cho con là your grandfather left you. Well, I have started to give it some thought. Nào, và thực ra là con cũng vừa mới bắt đầu nghĩ. Nào, give it some thought là con vừa bắt đầu cân nhắc suy nghĩ về nó. Give a thought hoặc là give it some thought. It's quite a lot of money và nó là một khoản tiền khá là nhiều đúng không nào? So I want to make sure, và vì thế nên là con muốn đảm bảo rằng là con sẽ không just waste it, tức là không tiêu tốn nó mà cứ thế mà lãng phí nó. And I had thought about leaving it in the bank for a while. Và con đang nghĩ về cái vấn đề đó là had thought, tức là một cái hành động mà nó xảy ra và hoàn thành trước một hành động khác trong quá khứ. Đúng không? Had thought, thì con đã từng nghĩ về cái vấn đề đó là
cứ bỏ nó trong tài khoản ngân hàng cho một khoảng thời gian. Well, unless you invested it or you invested properly, đúng không? Unless là gì nhỉ? Nếu như mà con không đầu tư nó một cách đúng cách, đúng không? Một cách chính xác, tức là unless là phủ định, chúng ta có từ if và if you don't invest it, đúng không? Thì mình sẽ bằng với lại unless. Nếu như con không đầu tư nó một cách đúng cách, you won't earn much interest. Now, won't là con sẽ không, viết tắt của will not, thì con sẽ không thể nào mà kiếm được nhiều tiền lãi đâu. Interest là tiền lãi, là lãi suất. Interest rate là lãi suất và interest là tiền lãi. And it may lose value over time, và nó có thể mất đi giá trị theo thời gian. Tức là chúng ta biết rằng là tiền bỏ vào ngân hàng mà không có đầu tư thì nó không sinh lời, mà tiền lãi suất ở bên nước ngoài rất là nhỏ, gần như không đáng kể. Lãi suất ở Việt Nam thì rất là cao, bởi vì lãi suất là biểu hiện hay còn gọi là signal của inflation rate, nó chính là hiện thân của cái tỷ lệ lạm phát, đúng không? Lãi suất càng cao thì lạm phát càng nhiều. Và chúng ta thấy rằng là lose value là mất giá trị. Mình phải take notes những cái cụm từ này. Yes, và đứa con đồng tình, đó là đúng rồi. But if I invest it, nhưng mà nếu như con đầu tư nó, I won't be able. Đây chúng ta thấy câu điều kiện lại. Một, đó là nếu như con đầu tư nó thì con sẽ không có khả năng để mà tiếp cận cái khoản tiền đó, được vào cái khoản tiền đó nhanh chóng khi mà con quyết định là con muốn làm gì với nó, đúng không ạ? À? Will I, câu hỏi láy đuôi, đúng chưa nào? Bởi vì cái thành phần chính của nó chính là I won't be able to, là phủ định, thế nên láy đuôi nó là khẳng định. Will I, con không có khả năng để và sờ và động vào cái khoản tiền đó nhanh chóng nếu như mà con biết là con sẽ sử dụng nó như thế nào, nghĩ ra được cái cách tiêu nó, đúng chưa? Chúng biết rằng là đầu tư thì nó phải có thời gian, đúng là không phải là mình cứ bỏ tiền vào là mình rút ra luôn. And what sort of thing would you like to do? Nhưng mà cái điều gì thì con muốn làm? Well, at first, nào, đầu tiên, I thought about taking a trip around the world. Đầu tiên thì con nghĩ về cái điều đó là muốn có một cái chuyến đi xung quanh, vòng quanh thế giới. Trái vòng quanh thế giới thì 10.000 đô làm sao mà đủ, đúng không? But if I went traveling, nhưng mà nếu như mà con muốn đi du lịch, I'd lose. Là mình nhìn thấy đó là đây là câu điều kiện loại 2, để thể hiện một cái điều gì đó không có thật ở hiện tại. Đó là chỉ ở quá khứ đơn với một về if. Là nếu như con đi du lịch, tức là nếu như bây giờ con đi du lịch, đúng không? Nhưng mà thực tế thì bây giờ cậu ấy đang không đi, thì con sẽ mất một năm học, đúng không? Lose a year of study, là mất một năm học. And I wouldn't have any money left over for anything else. Và nếu như đi du lịch thì cũng không còn bất cứ khoản tiền nào còn dư cho những cái hoạt động khác. And I wouldn't have any money left, không còn tiền dư để mà làm những việc khác. Very true, và ông bố thì hoàn toàn đồng tình với cái điều đó. If you were to spend, đúng không? If you were to spend, tức là cũng là công điều kiện loại 2, you'd probably need an awful a lot more money than this. Đúng không? Chắc chắn nó sẽ cần một khoản tiền khổng lồ nhiều hơn thế rất là nhiều. Đó, vậy thì chúng ta thấy tiếp theo một câu điều kiện đó là if you were to spend a year traveling around the world, nếu như mà dự định rằng là dành một năm để đi du lịch vòng quanh thế giới thì chắc chắn rằng là con sẽ cần một khoản tiền lớn hơn rất là nhiều. Và mình thấy cách giáo dục người nước ngoài phương Tây đó là họ rất tôn trọng cái quyết định của con, mà họ chỉ đóng vai trò là định hướng thôi, đúng không? Chứ không giữ tiền. Và người con nói rằng right, so the other thing I wanted to do, và cái điều thứ hai cái cậu này đã từng muốn làm đó là mua một ô tô. Để chúng ta nhìn thấy rằng có hai cái điều mà cậu muốn làm. Điều thứ nhất đó là when traveling or go taking a trip around the world, và điều thứ hai là mua một ô tô. Chúng ta cùng nhau nghe tiếp nhé. Do you think that's a good idea? It's not just the initial cost of the car you have to consider, you know. If you own a car, you also have to pay for insurance and road tax every year. Then there's the petrol. Yes, Dad. But I'm planning to get a part-time job as well. And it would be great if I could drive to work instead of traveling on the bus, especially if I have to work late at night. I still think you should think about investing some of your money for the future. But I'm scared that if I invest it, I might lose it all when the stock market goes down. Well, it's best not to look at it like that. You won't lose any money, provided that you think of it as a long-term investment. Now, I know you want to buy a car, but as long as you get a second-hand one, you should still be able to invest some of the money as well.
That's what I would do if I were you. Oh, but Dad, there's this fantastic new car that I've seen. Ok, và cuối cùng thì ông bố và đứa con hình như là không đến được với một cái kết luận nào đúng không? Ông bố thì nói như thế nào nhỉ? Ông ấy muốn đầu tư đúng không? Và long term investment. Thì long term investment thì mình đã không mất tiền nếu như mình coi cái khoản tiền mình đầu tư một khoản tiền đầu tư lâu dài, tức là ngắn hạn 1-2 năm thì nó có thể là mất giá đúng không? Nhưng mà theo những cái nhà đầu tư lớn thì họ cho rằng là đầu tư phải luôn luôn là long term chứ không phải ăn sổi ở thì. Đó, và ông bố muốn đứa con là mua a second hand, nếu là mua một cái ô tô cũ mua lại thì, nhưng mà đứa con thì lại muốn rằng là this fantastic new car I've seen, tức là con thì lại thích, thường là những đứa trẻ lại thích là ô tô mới cực kỳ là hiện đại. Đó, vậy thì thật ra là không ai đúng không ai sai đúng nào. Và ông bố nói rằng là gì nhỉ? It's not just the initial cost of the car you have to consider. Nó không chỉ là cái chi phí ban đầu của cái ô tô mà mình cần phải cân nhắc. Tức là nó không chỉ đắt được cái chi phí gốc mà mình phải bỏ tiền ra mình mua, mà nó còn phải làm sao? If you own a car, đây là câu điều kiện loại không, đúng không nào? Đó là để thể hiện một cái điều chân lý, một cái sự thật hiển nhiên, là cái điều mà chắc chắn nó sẽ xảy ra, không có gì để bàn cãi. Là nếu như con mua một ô tô thì con cũng sẽ phải trả cho cái tiền bảo hiểm, road tax, rồi tiền thuế đi đường, nó là lộ phí mỗi một năm, rồi cả tiền petrol là tiền xăng nữa. Đó, vậy chúng ta nhìn thấy là cả cái động từ của cái vế chữ if và động từ của cái vế đứng sau thì nó đều ở thì hiện tại đơn. Now, if you own a car, you also have to pay for insurance. Đúng không? Vậy thì chúng ta thấy rằng đây là câu điều kiện lại không? Yes, Dad. Con biết, đúng không? But I'm planning to get a part-time job. Nhưng mà thực ra là con đang muốn có một cái công việc bán thời gian. Và nó sẽ rất là tuyệt. It would be great. Now, it would be great. Nó sẽ rất là tuyệt. If I could drive to work. Now, đây là một cụm cấu trúc cố định. Đó là một cách diễn đạt về sự giả định. Now, it would be great if I could. Nó sẽ rất là tuyệt vời nếu như mà con có thể lái xe đến chỗ làm thay vì là lúc nào cũng đi bằng xe buýt, đặc biệt là phải làm khuya, làm muộn ở đêm. Đúng là rất là không an toàn, vậy thì lái xe là cách tốt nhất. I still think you should think about investing some of your money for the future. Nhưng ông bố vẫn giữ quan điểm rằng là nên invest some of your money, tức là không cần 100%, đúng là có thể là just only a portion some of your money for the future, tức là tiết kiệm cho tương lai. Và cậu này một lần nữa cậu lại sợ, đúng là I'm scared that, nhưng mà con lo sợ rằng if I invest it, nếu như mà con đầu tư nó, I might lose it. Nên là với con có thể là sẽ mất, vậy sẽ là câu điều kiện loại không. Đối với một đó thì hiện tại đơn, và với hai đó là thì tương lai, hoặc là cái vế mà nó có chứa động từ khuyết thiếu, đúng là thể hiện khả năng, thì con có thể là sẽ mất hết nếu như mà cái thị trường cổ phiếu, mà thị trường trái cổ phiếu nó đi xuống. Thì rõ ràng rằng là ông bố ông khuyên rằng là it's best not to look at it like that. No. Tức là it's best, tức là tốt nhất, not to look at it like that, là đừng có nghĩ về cái cách nhìn nó theo cái cách như thế, đừng nghĩ theo cái cách tiêu cực như vậy. Và nếu như mà mình nghĩ rằng là mình đầu tư lâu dài thì chắc chắn là mình sẽ không mất một chút tiền nào. Là won't lose any money provided that, chúng ta nhìn thấy ngoài từ if thì mình còn có một cái từ khác thay thế từ if, đó là provided that you think of it as a long term investment, đúng không? Là sẽ không mất tiền nếu như mà mình nghĩ vậy. Thì you think lại là một từ, và đằng sau cái vế if nó là ở hiện tại đơn, còn cái vế kia thì nó là tương lai với từ will. Rõ ràng rằng nó sẽ cho chúng ta biết rằng nhận diện nó là câu điều kiện loại một để thể hiện một cái điều gì đó mà có thể xảy ra hiện tại. Như thế nào? Sounds good. Perfect. Thì chúng ta cùng nhau quay trở lại với cái phần bài tập số 2 và bài tập số 3. Thì số 2 rõ ràng là mình nghe xong mà mình kiểm chứng được rằng là they talk about a car. Nào, đầu tiên là họ nói về traveling, taking a trip around the world, là đi vòng quanh thế giới này. Sau đó là nói về cái việc là buying a car. Và cuối cùng là invest the money. Là investing the money, là đầu tư tiền. Sounds good. Và với bài tập số 3,
Match the first and the second halves of the sentences. Mình nối với những cái câu dưới đây. Thứ nhất đó là unless you invest it properly. Nếu như mà con không đầu tư nó một cách đúng đắn, đúng là mình thấy trong phần script ông bố nói là gì nhỉ? Mình skim, scan, scanning, skimming, invest it properly. You won't earn much interest. Không biết đầu tư thì sẽ không có sinh được ra nhiều cái lãi suất, lời lãi rồi gì thế, nên tiền nó sẽ mất giá theo thời gian. Thì chúng ta sẽ có cái đáp án của câu số 3, bài tập số 3, câu số 1 đó là one is C, you won't earn much interest. Số 2, if I invest it, nào, nếu như mà đầu tư nó, nếu như con đầu tư nó thì chúng ta nhìn thấy if I invest it, I won't be able to access the money quickly. Đúng không? Vậy thì số 2 chính là H, là mình có thể nhìn thấy rõ ràng I won't be able to access the money quickly. Và số 3, if I want traveling, à, khi mà mình soi về cái phần script thì rất là dễ và nhanh thôi. Và là if I want traveling, I'd lose a year of study. And I wouldn't have any money left over for anything else. Đúng không? Vậy thì nếu mà đi du lịch thì không còn nhiều tiền. Và số 3 của mình sẽ có đáp án là F, I lose a study year. A year of study, right? I'd lose, tức là viết tắt của I would lose a year of study. Number four, if you were to spend a year traveling around the world, now mình nhìn thấy ngay cái phần dưới này thôi. You'd probably need an awful lot more money than this. Và thì số 4 nó sẽ là A, đúng nè. Số 5, if you own a car, nếu như mình có ô tô thì sao? Đúng không? You also have to pay for insurance and road tax every year and then the petrol, right? Vậy thì số 5 chúng ta sẽ có là G. Số 6, it'll be great. Nào, rất là tuyệt vời. It'll be great if I could drive to work instead of traveling on the bus. Vậy thì số 6 sẽ là B. Nào, if I could drive to work instead of traveling on the bus. Tiếp theo số 7 chúng ta có you won't lose any money. Nào, sẽ không mất tiền. Số 7 chúng ta có provided that you think of it as a long-term investment. Thì nếu như mà nó có từ provided that bằng với là if, là nếu như con coi nó là think of it as, là coi nó như là một khoản đầu tư lâu dài. Và số 8 cuối cùng, ngon, thì chúng ta sẽ có as long as you get a second hand one, as long as là cũng bằng với lại if, đúng không nào, hoặc là provided that là nếu như con mua một chiếc xe ô tô cũ, you should still be able to invest some of the money as well. Ok, bây giờ chúng ta cùng nhau nhìn vào bài tập số 4, đó là nhìn vào những cái câu văn ở bài tập số 3 bên trên, và mình xem là những cái từ nào hoặc cụm từ nào thì nó mang cái nét nghĩa tương đồng với từ if. Thì mình nhìn thấy rằng là có từ thứ nhất đó là as long as, đó là nếu như, đúng nào, ngay khi. Thứ hai là provided that, tức là chỉ khi, và những đồng nghĩa là từ nếu, đúng không nào. Và cuối cùng thứ ba là từ unless, thì thực ra unless nó là phủ định của if. If not thì nó sẽ bằng với lại unless. Và mình xem là những cái câu văn ở bên trên thì có những cái câu nào nói về những cái sự kiện trong quá khứ không? Thì câu trả lời là không, bởi vì chúng ta thấy rằng câu 1, câu 2 đúng không nào? Và câu 5 cũng như là câu 8 thì động từ đang chia ở hiện tại đơn ở cái vế mà có chứa if hoặc là unless hoặc là as long as. Thì nó thể hiện điều gì? Nó là câu điều kiện loại không hoặc loại một, đúng là loại không tức là thể hiện một cái điều gì đó chân lý hiển nhiên, cả hai vế đều chia hiện tại đơn. Hoặc là câu điều kiện loại một là vế thứ nhất là hiện tại và vế thứ hai là trong tương lai, để thể hiện cái điều là nó sẽ có thể xảy ra trong tương lai, đúng nào. Còn câu điều kiện loại hai tức là thể hiện những cái điều mà nó không có thật ở hiện tại, thì chúng ta thấy rằng động từ nó sẽ lùi về một thì, nó về quá khứ đơn, đó là went traveling hoặc were to spend hoặc là would be great, đúng không? Chúng ta thấy rằng nó là những cái điều mà không có thật trong hiện tại. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ cùng nhau đến với cái phần thứ hai, đó là một phần rất là quan trọng, đó là gì nhỉ? Đúng rồi, grammar, tổng hợp tóm tắt kiến thức ngữ pháp nha. Mình chúc tất cả mọi người 3 giây chúng ta pause video tại đây, và sau đó là mình sẽ cùng nhau quay trở lại với phần nội dung chính. 3, 2, 1.
Excellent. Perfect. Welcome back. Chúng ta cùng nhau chuyển tới phần thứ hai, đó là part B, grammar. Vậy thì khi mà mình sử dụng câu điều kiện thì để làm gì nhỉ? Để nói những cái condition, điều kiện đương nhiên đúng không, là những cái gì mà nó có thể xảy ra, và thường thì nó sẽ sử dụng với cái từ đó là if để đánh dấu cái mệnh đề chứa nội dung có chứa điều kiện, và sau đó là một cái kết quả possible result, là có thể xảy ra, một kết quả có thể xảy ra hoặc là một cái hậu quả có thể xảy ra, và cái vế gọi là mệnh đề chứa if hoặc gọi là mệnh đề điều kiện đúng không, thì nó có thể đứng ở đằng trước hoặc đằng sau mệnh đề kết quả. Và thường thì chúng ta sẽ sử dụng một cái dấu phẩy để ngăn cách giữa hai mệnh đề đúng không nào, một là mệnh đề if clause là mệnh đề điều kiện và mệnh đề kết quả. Nếu như mà mình thấy rằng là cái mệnh đề điều kiện nó đi đằng trước thì tức là đằng sau nó sẽ cần phải có một dấu phẩy để ngăn cách giữa mệnh đề chính và mệnh đề điều kiện. Còn ngược lại, nếu như mà mệnh đề điều kiện đứng đằng sau thì chúng ta sẽ không cần phải có dấu phẩy nha. Và cũng một lần nữa mình cũng nhắc tất cả mọi người, đó là câu điều kiện thì nó vẫn có thể ở dạng phủ định hoặc là khẳng định đúng không nào, và cả hai vế thì nó đều có thể là ở vế phủ định hoặc khẳng định tùy vào cái cách chúng ta sử dụng. Và đầu tiên chúng ta cùng nhau nhìn vào cái phần thứ nhất, đó là câu điều kiện loại không, zero conditional. Thì cấu trúc của nó sẽ như thế nào? Một đó là if cộng với lại thì hiện tại đơn là hoặc là hiện tại, thường là chúng ta sẽ hay sử dụng thì hiện tại đơn, nhưng ở đây người ta chỉ để chung chung là hiện tại. Và sau đó ở cái mệnh đề gọi là mệnh đề kết quả là result clause hoặc là consequence clause thì nó sẽ là ở hiện tại luôn, tức là cả hai vế đều chỉ ở hiện tại. Hoặc cái cấu trúc thứ hai đó là mệnh đề kết quả đứng đằng trước đúng không nào, sau đó là đến mệnh đề điều kiện. Vậy thì khi mà cái mệnh đề kết quả đứng trước thì nó sẽ không được ngăn cách bởi dấu phẩy, còn khi mà mệnh đề điều kiện đứng trước đúng không nào thì nó sẽ được ngăn cách bởi dấu phẩy. For example, if you heat water to 100 Celsius degree, it boils. Đúng nào? Vậy thì mệnh đề điều kiện đứng trước nó được ngăn cách bởi dấu phẩy. Và ngược lại, water boils if you heat it to 100 Celsius degree. Đúng không? Thì mệnh đề kết quả đứng đằng trước thì mình không cần dấu phẩy. Và khi nào thì chúng ta sử dụng câu điều kiện loại không? Chúng ta sử dụng câu điều kiện loại không để nói về một cái điều gì đó là sự thật chung chung đúng không nào, hoặc là một cái chân lý. If has a similar meaning to every time, và vì thế nên trong trường hợp này thì if nó mang cái nét nghĩa tương đồng như là every time, là mỗi khi. If you own a cat, you also have to pay for insurance and registration every year. Nếu như mà bạn sở hữu, bạn nuôi một con mèo thì bạn cũng phải trả cho những cái chi gọi là chi phí như là insurance là bảo hiểm, hay là registration là cái phí đăng ký đúng không? Vậy thì cái việc nuôi mèo nước ngoài nó phức tạp hơn rất là nhiều so với Việt Nam mình. Thế nhưng mà mình biết được rằng đây là một cái sự thật chung chung nói chung, và nó sẽ đồng nghĩa với là kiểu là mỗi khi ấy, đúng không? Đó. Nếu như mà mình nuôi mèo thì đương nhiên là mình phải trả, nó là một sự thật. Vậy nên là hai vế động từ nó sẽ đều chia ở hiện tại. If it is no longer a fact, we use the past tense. Và nếu như mà nó không còn là một sự thật đúng nữa thì mình sẽ sử dụng nó ở thì quá khứ đơn, cả hai vế sẽ chia ở quá khứ đơn. Bởi vì nó đã từng là một sự thật ở trong quá khứ và nó đã từng đúng nhưng bây giờ nó không còn đúng nữa, thì mình sẽ lùi về một thì. When I was a child, it helped my mother. She gave me extra pocket money. Khi mà tôi còn nhỏ, nếu như mà tôi giúp mẹ tôi thì bà ấy sẽ cho tôi thêm tiền tiêu vặt, đúng không nào? Vậy thì đã từng nhưng bây giờ không còn nữa. Mình sẽ lùi về một thì và chia về quá khứ đơn nha. Does that make sense? So far so good. Awesome. Bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển tới phần thứ hai, đó là câu điều kiện loại một. Thì cũng tương tự như câu điều kiện loại không, khi mà cái mệnh đề mà gọi là mệnh đề điều kiện á, đúng là nó đứng đằng trước thì giữa hai vế nó phải được ngăn cách bởi dấu phẩy, còn khi mà cái mệnh đề kết quả nó đứng đằng trước thì chúng ta không cần dấu phẩy, chúng ta ghi nhớ nha. For example, if I invest my money, it will grow. Nếu như mà tôi đầu tư tiền của tôi thì nó sẽ sinh lời, nó sẽ lớn lên. If my money will grow if I invest it. Đúng không nào? Tiền của tôi sẽ lớn lên, sẽ trở nên nhiều hơn khi mà tôi đầu tư nó. Vậy thì chúng ta vẫn có một cấu trúc, đó là đầu tiên là mệnh đề quan hệ.
sau đó là cộng với lại, à không phải mệnh đề quan hệ mà là mệnh đề điều kiện, đúng nào? If sau đó là cộng với lại cái động từ chỉ ở hiện tại đơn hoặc là hiện tại, sau đó là đến cái mệnh đề chỉ kết quả, và mệnh đề chỉ kết quả thì nó sẽ cần có một cái gọi là động từ khuyết thiếu đi kèm, ví dụ will là khẳng định, won't là phủ định, might đúng nào, hoặc là could hoặc là be going to vân vân. Sau đó là cộng với verb nguyên thể. Ok, chỉ thể hiện một cái điều là nó có thể là xảy ra trong tương lai chứ nó chưa chắc chắn 100% như là cái câu điều kiện loại không như thế nào. Và ngược lại, nếu như mình đảo cái vế câu điều kiện gọi là mệnh đề kết quả lên đằng trước cái mệnh đề điều kiện thì nó sẽ không cần dấu phẩy. Vậy thì khi nào, đúng không, mình vừa mới nhắc đó là mình sẽ sử dụng câu điều kiện loại một để nói một cái điều gì đó mà mình cảm giác như là nó là một cái kết quả có thể xảy ra trong tương lai, chỉ là có thể thôi, likely to happen but not 100% to be sure. Ví dụ này, if you leave your money in the bank, you won't earn any interest and it may lose value over time. Nếu như mà chúng ta để tiền ở trong ngân hàng á, thì chúng ta sẽ không thể nào kiếm được bất cứ cái đồng lời lãi nào, mà thậm chí là nó còn làm ra mất giá trị theo thời gian bởi vì lạm phát, bởi vì suy thoái kinh tế, đúng chưa? Vậy thì đây là cái câu điều kiện loại một, bởi vì vế thứ nhất, câu cái vế mà có chứa if gọi là vế điều kiện, đúng không? Cái mệnh đề điều kiện này nó sẽ chỉ ở hiện tại, và cái mệnh đề kết quả thì nó sẽ chia ở tương lai, đúng không nào? Đó là want cộng với là động từ nguyên thể, hay mình còn gọi là mình đang sử dụng cái động từ khuyết thiếu, sau đó là cộng với lại verb nguyên thể, và cái động từ khuyết thiếu này thì nó mang cái tính chất là chỉ tương lai, đúng chưa nào? Có thể xảy ra trong tương lai. Và chúng ta cũng có thể sử dụng những cái động từ khuyết thiếu khác, ví dụ như là might, could, may, đúng không? Thay vì là will để thể hiện một cái điều gì đó là nó ít khả năng xảy ra hơn. Đúng là mình tưởng tượng như will là 90% đi, thì might, could và may là chỉ khoảng 60-70%. Ví dụ vậy, if I invest it, I might lose it all. Đúng không? Vậy thì tức là nếu đều đầu tư nó thì có thể là tôi sẽ mất hết. I might lose it all, đúng không? Mất hết. Hoặc là chúng ta thể sử dụng từ can, động từ khuyết thiếu can để thể hiện cái nét nghĩa là sometimes, là thi thoảng, thỉnh thoảng. If you travel at rush hour, the trains can be very crowded. Đúng không? Nếu như mà chúng ta đi di chuyển vào những cái giờ gọi là giờ cao điểm thì những cái tàu đó, nó sẽ rất là đông đúc. Đúng không? Thì cái điều này nó có thể can be để thể hiện cái điều là sometimes, thi thoảng, thỉnh thoảng nó có thể xảy ra. Ok. So far so good. Awesome. Vậy thì chúng ta phân biệt được cái sự khác biệt giữa câu điều kiện loại 0 và loại 1 chưa nhỉ? Nó đều chung một cái đặc điểm, đó là cái vế điều kiện, đúng nào, mà có chứa cái từ if á, thì nó sẽ luôn luôn, động từ sẽ luôn luôn chỉ ở hiện tại. Còn cái vế mà gọi là vế kết quả thì nó sẽ khác nhau. Câu điều kiện loại 0 thì cái vế kết quả của nó vẫn sẽ chỉ ở hiện tại bởi vì nó thể hiện một cái sự thật, một cái chân lý. Còn câu điều kiện loại 1 thì nó thể hiện một cái khả năng có thể xảy ra, một cái kết quả có thể xảy ra không chắc chắn 100%. Nên là người ta phải sử dụng những cái động từ khuyết thiếu như là might, could, may hoặc là can hoặc là will để giảm cái sự chắc chắn của nó đi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu điều kiện loại 2, đúng không nào? Đó là phần thứ 3, second conditional. Đó là câu điều kiện loại 2 thì nó sẽ khác như thế nào? Thực ra là nó vẫn thể hiện một cái điều gì đó không có thật ở hiện tại, đúng không nào? Hoặc là trong tương lai. Và vì thế nó không có thật hiện tại, không có thật trong tương lai thì nó thể hiện một cái giả thiết, đúng là một cái giả thuyết nó không chắc chắn, vậy thì nó sẽ lùi về một thì chứ nó không còn chia ở hiện tại nữa, không có bất cứ một cái vế nào nó chia ở hiện tại mà tất cả các vế đều tự động lùi về một thì. Ví dụ hiện tại thì lùi về quá khứ, đúng nào, will thì lùi về would, đúng nào, may thì lùi về might, can thì lùi về could, đúng không? For example, if I invested my money, it would grow. Nếu như mà tôi đầu tư tiền của tôi thì nó sẽ sinh lời. Vậy thì chúng ta biết rằng là nếu như tôi đầu tư tiền của tôi nhưng động từ lại chỉ ở quá khứ, vậy thì nó thể hiện là hiện tại tôi không hề đầu tư. Tức là cái giả thiết này nó không có thật ở hiện tại. Tôi không đầu tư, nhưng mà tôi đang giả thiết rằng nếu như tôi đầu tư thì nó sẽ sinh lời. Nhưng mà thực tế là tôi không có tiền, lấy đâu ra mà đầu tư, đúng không nào? Vậy thì chúng ta vẫn có một cái cấu trúc tương tự, đó là
Nếu như mà cái mệnh đề chứa điều kiện, mệnh đề điều kiện chứa if nó đứng đằng trước thì nó vẫn phải ngăn cách với nhau bởi dấu phẩy. Và nếu như mà cái mệnh đề kết quả nó đứng đằng trước thì nó không cần dấu phẩy, nó chỉ cần ngăn cách với nhau bởi cái từ if mà thôi. Thì khi nào chúng ta sử dụng cái câu điều kiện loại 2 đúng nào? Thì người ta đã sử dụng câu điều kiện loại 2 để nói về một cái imaginary, là một cái sự tưởng tượng, impossible, một cái gì đó không xảy ra, đúng là unlikely, không có khả năng xảy ra, không thể xảy ra. Những cái tình huống tưởng tượng, những cái tình huống không có thật, những cái tình huống không xảy ra ở trong hiện tại hoặc trong tương lai. Và mình sẽ chia về lùi về một thì, đó là thì quá khứ, nhưng mà nó không có nét nghĩa là để thể hiện cái thời gian trong quá khứ, mà cái thì quá khứ nó lùi đấy để thể hiện cái việc là giả thiết, là cái gì nhỉ, giả tưởng đúng không, là imagination hoặc là assumption, là cái điều giả tưởng hoặc là hypothesis đúng không. Để chúng ta biết rằng là giống như cái từ wish, tôi ước đó, đúng không nào. Nếu mà mình dùng từ hope thì mình sẽ chia hiện tại bình thường thôi, I hope you will get better soon. Nhưng mà nếu mình dùng từ wish thì mình phải lùi về một thì, đó là I wish you'd better soon, hoặc là I wish you would get better soon. Vậy thì đó là cái sự khác biệt, nó chỉ là mình muốn phân biệt nó với lại những cái gì mà có thể xảy ra hiện tại tương lai so với câu điều kiện loại một thôi. Còn câu điều kiện loại hai là nó không thể xảy ra, nó không có thật, vậy thì người ta phải lùi về một thì. Nào, if I went traveling, I wouldn't have any money left over. Vậy thì tức là gì nhỉ? Nó lùi về một thì, thay vì go thì sẽ đổi với went, và thay vì là will hoặc là won't have thì nó đổi về wouldn't have. Bởi vì thực tế là tôi cũng đâu có đi du lịch đâu, vì tôi biết là tôi đi du lịch thì tôi sẽ chẳng còn mấy tiền đúng không nào. Any money left over tức là chẳng còn bao nhiêu tiền còn sót lại. Thì tôi biết rằng là nếu như tôi đi du lịch thì tôi sẽ không còn bao nhiêu tiền tiết kiệm nữa. Vậy thì suy ra là tôi không đi du lịch, và bởi vì cái giả thiết này nó không có thật ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Vậy thì suy ra rằng là mình phải lùi về một thì, và vì thế nó là second conditional. Does that make sense? Hy vọng rằng là giúp mọi người hiểu hơn một chút về cái sự khác biệt nha. Nó cũng khá là dễ hiểu, rất là straightforward thôi. Đúng nào. Và có một cái lưu ý, đó là with the verb be, we can use were or were with I, he, she or it. Bởi vì đây là một cái câu điều kiện gọi là giả thiết, đúng là một cái hypothesis. Vì thế nên là kể cả là những cái chủ ngữ số ít, ví dụ như là I, là he, là she, là it, thì động từ to be á, nó vẫn có thể chia ở số nhiều hoặc cũng có thể chia ở số ít, tùy vào mình. Đúng nào. If I were you, đúng là thay vì là if I was you thì là if I were you, I would. Nếu như tôi là bạn thì tôi sẽ như thế này, tôi sẽ như thế kia. Đúng nào. Hoặc là that's what I would do if I were you, hoặc if I was you, thì nó đều chính xác. Không có thật mà thì thế nào cũng được, đúng nào. Đấy là cái điều mà tôi sẽ làm nếu như tôi là bạn. Vậy thì chúng ta thấy rằng là cái mệnh đề kết quả nó đứng đằng trước, và vì thế nên không có dấu phẩy. Còn cái mệnh đề giả thiết, đúng nào, mệnh đề điều kiện nó đứng ở đằng sau, thì còn có thể đảo thành là if I were you, phẩy, that's what I would do, hoặc that's what I would do if I were you. Cuối cùng chúng ta có thể sử dụng was hoặc were cộng với lại to infinitive. Chúng ta biết rằng là đây là động từ to verb, đúng nào. To infinitive là động từ to cộng với lại một cái động từ nguyên thể, để thể hiện những cái hành động mà nó không có khả năng xảy ra ở trong tương lai, in the future. If you were to spend a year traveling around the world, you'd probably need an awful lot more money than this. Thì nếu như mà bạn, đúng nào, vậy thì thay vì là mình nói là if you spent a year traveling thì mình có thể đổi thành if you were to spend a year traveling. Nó giống như kiểu là văn mỹ hơn, văn thơ hơn, đúng không nào, nó nghệ thuật hơn, thì mình tránh lặp cấu trúc. Thay vì mình lúc nào cũng dùng là if you spend a year traveling around the world, thì mình có thể dùng là if you were to spend a year traveling around the world. Đúng nào. Vậy thì spend, bởi vì là nó có cái động từ to, ai có cái từ to, cái giới từ to, và đằng trước là có động từ to be, were lùi về một thì rồi, thế nên là mình không cần phải chia cái động từ spend nữa, mình sẽ để nó ở nguyên thể infinitive.
Nếu như bạn muốn đi du lịch vòng quanh thế giới thì có lẽ là bạn sẽ cần một cái khoản tiền nhiều hơn như thế này, rất là nhiều. Đúng là chúng ta học được một cấu trúc nữa rất là hay, đó là an awful lot more money. Đúng là lot more money là rất là nhiều rồi, a lot more money là nhiều rồi, đây gọi là an awful, thể hiện một cái sự nhấn mạnh. So far so good. Hy vọng rằng là mọi người có thời gian để chúng ta vừa nghe giảng, là chúng ta vừa take note một chút, và chúng ta nhìn vào các cái ví dụ ở đây để mọi người có thể phân biệt câu điều kiện loại 1 so với loại 2 so với loại không, đúng nào. Và trước khi chúng ta cùng nhau chuyển tới phần thứ tư thì mình cùng nhau pause video tại đây, chúng ta dừng khoảng mấy giây để mình take notes, và sau đó là có bất cứ câu hỏi gì thì mọi người hãy đừng ngần ngại gì mà comment xuống dưới cho mình biết. Mình nhất định là sẽ dành thời gian để giải đáp thắc mắc cho tất cả mọi người nha. 3, 2, 1. Awesome. Number 4, moving on. Other words to introduce a condition. Những cái từ khác, đúng là để mà thể hiện một cái điều kiện. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào cái cách diễn đạt. Thay vì lúc nào mình cũng dùng từ if, thì mình có thể sử dụng một cái cách khác. Đó là những cái cụm cấu trúc sau đây. When, provided that, in case, so long as, or as long as, và unless, thay vì là if, đúng không? Trong các câu điều kiện loại không, loại 1 và loại 2. Thứ nhất đó là when hoặc là as soon as. When là khi, đúng không? Vậy mình có thể dùng là gì? I'll give you a lift into town if I finish my work in time. Tôi sẽ cho bạn đi nhờ vào trong thị trấn à, nếu như tôi hoàn thành công việc đúng giờ. Vậy tôi cũng không chắc chắn 100% là tôi có thể là cho bạn đi nhờ hay không. Thế nhưng mà tôi biết rằng là nó vẫn là một cái gì đó more likely, là có khả năng xảy ra. Vậy thì ở đây mình cũng có thể sử dụng cái gọi là từ gì nhỉ, linking word, từ nối, đúng nào, những cái từ mà thể hiện thời gian như là when hoặc là as soon as để thể hiện rằng là ngay khi hoặc là khi. Tôi sẽ cho bạn đi nhờ vào trong thị trấn nếu như, hoặc là ngay khi, hoặc là sau khi, đúng là, hoặc là khi tôi hoàn thành cái công việc của tôi. Ok, vậy thì có nghĩa rằng là tôi có thể cho bạn đi nhờ khi mà tôi hoàn thành công việc của tôi. Vậy khi mình nói là khi hoàn thành thì sẽ là when. Còn nếu như mình muốn nói là tôi sẽ cho bạn đi nhờ nếu như tôi hoàn thành công việc xong đúng giờ, vậy thì sẽ dùng từ if, đúng không? Thứ hai đó là unless, đó là mình phủ định, là để thể hiện một cái câu điều kiện ở dạng phủ định. Thay vì là mình nói là if not, ví dụ là if you don't invest it properly, nếu như bạn không đầu tư tiền một cách đúng đắn, if you don't invest it properly thì sẽ đồng nghĩa với lại unless you invest it properly. Nếu là unless là phủ định thì cái động từ ở trong cái mệnh đề đó sẽ không cần phải chia phủ định nữa. You won't earn much interest unless you invest it properly. Bạn sẽ không thể nào mà sinh được nhiều lời đâu nếu như bạn không biết cách đầu tư nó một cách đúng đắn. Thứ ba, cái cách diễn đạt thứ ba đó là provided that, hoặc là providing that, đúng nào? Với điều kiện là provided that, providing that là nghĩa với điều kiện là, hoặc là so long as, hoặc là as long as cũng là với điều kiện là. Những cái cụm từ này thì thường là được sử dụng thay thế cho cái từ if để mang cái nét nghĩa đó là nhấn mạnh, mang cái tính chất là nhấn mạnh, đúng nào, emphasis. Và provided that hoặc là providing that thì nó sẽ thường là phổ biến trong văn viết hơn là trong văn nói. Thay vì là văn nói thì mình hay dùng từ if, hoặc là as soon as, hoặc là unless, thì trong văn viết mình hay dùng provided that, providing that, hoặc là as long as. You won't lose any money provided that you think of it as a long term investment. Đúng không? Provided that đồng nghĩa với lại từ think. If you think, đúng nào, bạn và con sẽ không mất đi một cái đồng tiền nào nếu như mà con nghĩ về nó như là một cái khoản đầu tư dài hạn, chứ không phải là một cái khoản đầu tư ngắn hạn. Dài hạn tức là thường là trên 1 năm, đúng nào, trong tài chính kinh tế thì chúng ta biết rồi, đó là đầu tư gọi là long term investment, thì thường là những cái investment with a cycle of more than a year. Và as long as, nếu như đúng nào mà con mua một cái xe cũ, second hand, xe cũ, thì con vẫn có thể là đầu tư
cái tiền mà còn lại đúng không, cái tiền mà dư ra, thì chúng ta có là as long as thì bằng là if you get a second hand car you should still be able to invest some money. Và cuối cùng đó là cách sử dụng của từ in case để thay thế cho cái sự giả thiết đúng nào. In case là mang cái nên nghĩa là phòng khi, đề phòng khi, đúng là ví dụ là bạn nên mang theo một cái ô phòng khi trời mưa, you should bring an umbrella in case it is raining, đúng nào? Hoặc là you should bring your mobile phone just in case you may maybe need to have a lift, đúng nào? Còn khi mà mình cần có một cái xe đi nhờ thì mình còn gọi cho ai đó. But you should keep reference number in case there are any problems. Bạn nên giữ cái số liên lạc này, đúng nào? Số này tức là giống như kiểu mình làm một cái giao dịch ngân hàng xong thì có mình cho mình một cái số giao dịch gọi là reference number, phòng khi mà có bất cứ vấn đề gì. Nên giữ đồng nghĩa với lại keep the reference number because there may be problems later or there might be problems later. Đúng nào? Là you should quote this reference number. Bạn nên ghi chép lại, đúng nào? Hoặc là ghi chú lại. If there are any problems, thì mình nhớ rằng là từ in case nó sẽ mang cái nét nghĩa là cẩn trọng, precautions, mang cái tính chất là thận trọng nhiều hơn. Còn từ if thì nó mang cái nét nghĩa là như kiểu là if there are any problems, tức là như thế nào nhỉ? Nếu như, đúng nào, xảy ra là một cái giả thiết, nếu như có vấn đề gì xảy ra thì bạn nên ghi cái số reference number này xuống. Ví dụ như là mình đi ra khỏi ngân hàng xong rồi mình một chuyển khoản cái khoản tiền là 100 triệu đi, thì nó sẽ cho mình một cái reference number, một cái mã giao dịch, và mình nên giữ cái mã giao dịch này phòng khi mà có vấn đề gì đó xảy ra, đúng nào? Thì là giữ phòng khi thể hiện cái sự precautions, cẩn trọng. Còn khi mà mình chỉ muốn nói một cách đơn giản là gì nhỉ, nếu như, đúng nào, if there are any problems, nếu như có bất cứ vấn đề gì thì chúng ta hãy ghi cái số giao dịch này xuống, đúng nào? Chúng ta sử dụng cái số giao dịch này để check mã này, và trace là để điều tra, vân vân. Vậy thì mình sẽ có một cái sự khác biệt, mặc dù là nó không có khác quá nhiều, nhưng mà in case nó mang cái này nghĩa là cẩn trọng, còn if thì chỉ là đề phòng thì một cái điều gì đó có thể xảy ra thôi, là một cái likelihood, để một cái điều kiện, một cái khả năng có thể xảy ra. So far so good. Chúng ta nhớ rằng là chúng ta có when và as soon as thể hiện một cái điều gì đó mà kiểu có thể xảy ra hoặc là ngay khi, đúng không nào? Bởi vì sao? Bởi vì when và as soon as thì nó sẽ mang một cái tính chất đó là nó có khả năng xảy ra nhiều hơn, đúng không? When hoặc as soon as, mặc dù là nghĩa nó cũng tương đồng là khi, ngay khi hoặc là ngay lập tức, đúng không? Nhưng mà nó có khả năng xảy ra nhiều hơn thì nó sử dụng là when I finish this work, tức là khi tôi hoàn thành việc này thì tôi sẽ cho bạn đi nhờ. Còn cái việc mà I leave you, I give you a lift, tức là tôi sẽ cho bạn đi nhờ nếu như tôi hoàn thành công việc, thì nếu như, tức là nó cái khả năng xảy ra nó sẽ thấp hơn, là tôi không dám chắc chắn hứa 100%. Còn unless thì là phủ định của if, đúng là thì unless nó sẽ bằng với là if not, và provided that, providing that thì là sử dụng trong văn viết nhiều hơn là trong văn nói, mặc dù là nó có một cái tính chất, một cái nét nghĩa tương đồng. Vậy thì tóm lại là những cái từ đồng nghĩa với nó sát nhất đó là từ provided that, providing that, hoặc là so long as, hoặc là as long as, thì sẽ đồng nghĩa với từ if 100%, đúng nào? Nó gọi là synonym đó, hoàn toàn khớp nghĩa. Còn từ unless thì là phủ định. Còn cái nét nghĩa mà nó ít gọi là phổ biến hơn, nó ít sử dụng hơn, hoặc là nó ít giống với lại if hơn, thì đó là từ when và as soon as, thể hiện một điều có khả năng xảy ra nhiều hơn. Còn in case thì để nói một cái sự precautions, sự thận trọng, cẩn trọng. Và thường thì chúng ta sẽ không bao giờ bắt đầu sử dụng cái từ in case đứng đầu câu, mà thường là mình sẽ dùng một cái gì đó rồi mình nói là in case. Nằm giữa should, you should keep this reference number in case. Và in case là đứng ở đằng sau cái mệnh đề kết quả, mệnh đề chính nha. Ok, và đó là toàn bộ những gì chúng ta học trong bài học ngày hôm nay. Mình đã cùng nhau đi qua phần context listening, mình nghe, mình làm bài, và sau đó là mình học câu điều kiện loại 1, loại 0, loại 1, loại 2, và những cái cách diễn đạt khác để đưa ra một cái sự gọi là likelihood, khả năng xảy ra, hoặc là một cái điều kiện, một cái giả thuyết. Nào. Perfect. Thank you so much for watching and see you in the next video. Goodbye and have fun.